Quý tử nhà Cường Đô La lần đầu được bố cho lên sóng, sở hữu điểm đặc biệt mà ai nhìn cũng thu hút. Gương mặt bụ bẫm, chiếc má phúng phính của bé Su Tiên khiến cư dân mạng không khỏi suýt xoa. Cư dân mạng không khỏi tấm tắc cho rằng nhóc tỳ chính là bản sao hoàn hảo của bố Cường Đô La. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ. Về phía Su Chiên, từ khi mới lọt lòng, cô bé đã ngậm thìa vàng khi được bố mẹ tạo dựng một cuộc sống đầy đủ vật chất. Cường Đô La cũng chuẩn ông bố nghiện con khi dành nhiều thời gian chăm sóc và cận kề mọi lúc mọi nơi. Từ khi hạ sinh nhóc tỳ thứ hai, Cường Đô La lại ngày càng ra dáng bố bỉm, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Giống như nhiều bố mẹ vi biết khác, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều khéo léo che chắn diện mạo của nhóc tỳ để đảm bảo quyền riêng tư. Cho đến tối ngày 12 tháng 9, trên Facebook, Cường Đô La khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tung ảnh cận khuôn mặt quý tử Su Tiên. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng chào đời, nhóc tỳ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang được bố mẹ cho lên sóng. Có thể thấy cậu út nhà nam doanh nhân sở hữu đôi mắt to tròn cùng hai má phúng phính cực đáng yêu. Đặc biệt qua ống kính của ba, nhóc tỳ còn để lộ biểu cảm dễ thương hết phần thiên hạ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng tự hào khoe về cậu bé. Con là Su Tiên đây cô chú ơi. Không những thế, Đàm Thu Trang hài hước tiết lộ, nhìn quý tử Su Tiên cứ ngỡ đang xem thấy Su Tiên lúc bé vì khuôn mặt của quý tử trông rất giống chị ba ngày bé. Phía dưới bài viết, dân tình nhanh chóng thi nhau thả tim về độ điển trai bụ bẫm của con trai Cường Đô La. Sau hai lần sinh nở, Đàm Thu Trang tiếp tục nhập hội đẻ thuê vì biết khi hai nhóc tỳ đều là bản sao hoàn hảo của bố, sướng nhất Cường Đô La rồi đây. Sau 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tháng 8 năm 2020, cặp đôi đón ái nữ Su Tiên chào đời. Đến tháng 5 năm 2023 vừa qua, Đàm Thu Trang vừa hạ sinh con thứ hai là quý tử Su Tiên cho ông xã doanh nhân. Trước đó, Đàm Thu Trang giấu kín chuyện mang bầu. Đến tháng 3 vừa qua, cô mới công khai thông tin bằng bộ ảnh bên con gái Su Tiên. Sau khi Đàm Thu Trang sinh con trai thứ hai, Cường Đô La hết mực yêu chiều cô. Anh liên tục đăng tải hình ảnh mình tự tay chăm sóc vợ và dành cho cô những lời nói ngọt ngào tình cảm. Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng Cường Đô La không nề hà việc giúp vợ chăm lo cho các con để cô yên tâm nghỉ ngơi. Kể từ khi có con, Cường Đô La nhập hội những ông bố cuồng con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con. Mỗi lúc rảnh rỗi, Cường Đô La lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Đàm Thu Trang sinh năm 1989, là người dân tộc Tày, đến từ Lạng Sơn, được biết đến với vai trò người mẫu ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa Khôi xứ Lạng 2010 vào top 6 chung cuộc chương trình Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên, top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Khi xuất hiện bên cạnh Cường Đô La với tư cách bạn gái, cô trở thành cái tên được dư luận quan tâm. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã đại gia phố núi còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Su Bell, con riêng của chồng. Ai cũng biết rằng Cường Đô La có một con chung là bé Su Bell với Hồ Ngọc Hà. Đàm Thu Trang vui vẻ chấp nhận điều đó và dành nhiều tình yêu thương cho bé Su Bell. Giờ đây, gia đình Cường Đô La ngày càng được nhiều người ngưỡng mộ vì đã đủ nếp đủ tẻ. Bên cạnh gia đình hạnh phúc, Cường Đô La cũng có cho mình sự nghiệp thành công. Nhờ đó, anh và bà xã có thể chăm lo dành cho các con tốt cả về vật chất lẫn tinh thần. Dàn nhóc tỳ của gia đình mỗi khi lên sóng cũng gây sốt về độ đáng yêu của mình.